Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay ngày 22 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội thông tin từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, thủ đô ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19 đều tại khu cách ly. Các ca mắc mới phân bố theo quận huyện gồm Đông Anh 3 ca, Đống Đa 2 ca, Hoàng Mai 1 ca, phân bố theo chùm ca bệnh, ho sốt thứ phát 6 ca. Cụ thể, 1. Bệnh nhân nam sinh năm 1981, địa chỉ tại Văn Miếu Đống Đa. 2. Bệnh nhân nữ sinh năm 2019, địa chỉ tại Văn Miếu Đống Đa. 3. Bệnh nhân nam sinh năm 2016, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. 4. Bệnh nhân nam sinh năm 2002, địa chỉ tại Kim Trung, Đông Anh. 5. Bệnh nhân nữ sinh năm 1955, địa chỉ tại Uy Nỗ, Đông Anh. 6. Bệnh nhân nam sinh năm 2010, địa chỉ tại Uy Nỗ, Đông Anh. Tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 8 đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 20 ca, trong đó 4 ca ghi nhận tại cộng đồng, 16 ca ghi nhận tại khu cách ly. Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 là 2.574 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.309 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.265 ca. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết liệt thực hiện nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó trong vòng 2 tuần, nhà cách ly với nhà, người dân tuyệt đối không ra đường. Chính vì thế nên trong sáng nay, người dân đã ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa, dẫn đến tình trạng mất trật tự, không đảm bảo giãn cách xã hội. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, thành phố cam kết sẽ cung ứng đầy đủ hàng hóa. Theo đó, người dân thành phố Hồ Chí Minh ở vùng xanh, vùng vàng sẽ vẫn được tự đi chợ một lần một tuần. Những người dân khó khăn sẽ nhận được gói hỗ trợ và được tổ công tác đặc biệt phát thực phẩm miễn phí. Tại vùng cam và vùng đỏ, thành phố cũng sẽ cung ứng theo hai nhóm. Người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không đi ra ngoài. Tổ công tác sẽ đi chợ giùm và người dân trả tiền. Nhóm người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ. Người dân có nhu cầu hàng hóa hoặc cần hỗ trợ thì việc đầu tiên là gọi tổ trưởng, tổ phó khu phố, ấp mình đang sống. Sau đó, tổ trưởng, tổ phó khu phố, ấp sẽ giúp gọi cho chủ tịch phường để hỗ trợ người dân. Trường hợp người dân khó khăn thì gọi 1022 tiếp tục ấn số 2. Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều gói hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, mặt trận còn có tổ SOS để hỗ trợ ngay cho người dân khó khăn. Trước đó, trong chiều ngày 20 tháng 8 và sáng ngày 21 tháng 8, tại nhiều siêu thị, đặc biệt các siêu thị lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều người dân đổ về đây để mua sắm. Do đó, xuất hiện rất đông người tập trung trước cổng các tuyến đường đi vào siêu thị. Trưa nay, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19, trong số này có 9 ca tại cộng đồng, đặc biệt tại tổ hợp chung cư đông dân nhất Hà Nội là HH Linh Đàm ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19. Cụ thể, trong tổng số 21 ca mắc COVID-19 mới, có 4 ca phát hiện qua sàng lọc khu vực phong tỏa, 3 ca sàng lọc khu vực nguy cơ cao, 13 ca ho sốt thứ phát và 1 ca liên quan đến ổ dịch thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, 18 giờ qua thì Hà Nội đã có 50 ca dương tính. Và đáng chú ý, 3 trường hợp ghi nhận tại chung cư HH Linh Đàm đều là trẻ em, trong đó có 2 bé 10 tuổi và 1 bé 12 tuổi. Trước đó, trong sáng nay, thì Hà Nội đã ghi nhận thêm 29 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 18 ca tại cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly. Trong số 18 ca ở cộng đồng đều có địa chỉ tại Văn Miếu Đống Đa. Đây là khu vực có nguy cơ cao, xung quanh ghi nhận nhiều ổ dịch. Về chiến dịch xét nghiệm diện rộng đợt 2 tính đến sáng 21 tháng 8, lực lượng chức năng đã lấy mẫu 753.000 mẫu xét nghiệm. Hiện có 295.000 mẫu âm tính và 41 mẫu thì lại dương tính. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca mắc COVID-19 gồm nhiều thai phụ, sản phụ. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xem xét ưu tiên tiêm vaccine cho hai nhóm trên. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ có thai, bà mẹ và trẻ sơ sinh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành, các bệnh viện cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn liên tục. Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thành, bộ ngành xem xét ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trên địa bàn đơn vị. Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ đã có hướng dẫn tạm thời về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ mang thai. Theo đó, thì phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên có thể cân nhắc việc tiêm vaccine. Tuy nhiên, lưu ý vaccine Sputnik V chỉ chống chỉ định với thai phụ và người đang cho con bú. Mới đây, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế môi trường Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ hơn 1.000 máy chợ thờ không chứng minh được nguồn gốc. Lực lượng chức năng cho biết, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 12C-06298 do tài xế sinh năm 1977, trú tại Lạng Sơn điều khiển, đang giao hàng sang xe tải biển kiểm soát 29C-84108
do lái xe trú tại Quốc Oai, Hà Nội điều khiển. Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 55 thùng hàng, bên trong có 1.100 van tẩu oxy, trị giá hàng hóa khoảng 500 triệu đồng. Lái xe chở hàng khai nhận được thuê chở số hàng này từ Bắc Ninh về Hà Nội. Tuy nhiên, địa bàn giao hàng lại không phụ thuộc vào luồng xanh được tiếp cận, nhưng lái xe vẫn đồng ý chở. Mình thì mình thật ra nói là mình là lái xe thuê thôi, thì mình chở thuê là chở thôi, đúng không? Thế bây giờ bạn thế đó, bạn làm nghề xe, người ta thuê bạn cũng chở thôi, đúng không? Theo các cơ quan chức năng, đây là các thiết bị trợ thở gắn vào các bình oxy cung cấp dưỡng khí cho người bệnh với quy trình sản xuất, lưu thông khắt khe. Nếu không được kiểm định chất lượng, sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh. Tiếp nối cho bệnh nhân thở oxy, cái đầu này là đầu nối vào bình oxy và cái đầu này là để đầu nối vào bệnh nhân. Cái chất lượng thì bây giờ thì mình không thể nói trước rồi, vì nó chẳng có một cái giấy tờ gì để chứng minh cái nguồn gốc của sản phẩm của mình, nó đã được kiểm định hoặc là đã xác định cái chất lượng của nó chưa, thì mình chưa xác định được. Lực lượng công an huyện Hoài Đức nói riêng và lực lượng công an thành phố Hà Nội nói chung, chúng tôi thì cùng với đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện Hoài Đức thì quyết tâm cùng với lại nhân dân cả nước đồng hành cùng với chính phủ để thực hiện công tác đấu tranh để phòng chống dịch bệnh, mà như Thủ tướng Chính phủ nói là chống dịch như chống giặc, kịch liệt lên án đối với những cá nhân tổ chức mà lợi dụng tình hình dịch bệnh, lợi dụng cái sự khan hiếm của thiết bị vật tư y tế để đưa vận chuyển hàng hóa không nguồn gốc vào nội địa và để bán đến những người mà mắc bệnh, những người mà mắc không may mắc bệnh Covid, thì cái này nó không đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và nó làm khó khăn cho công tác phòng chống dịch của chính phủ. Hiện vụ việc đang được đội cảnh sát kinh tế công an huyện Hoài Đức phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật ngày hôm nay của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.